Dạ em Na xin chào cả nhà. Thì có rất nhiều các anh chị có nhắn tin cho em bày tỏ nguyện vọng là muốn trồng một cái bịch nấm hoàng đế tại nhà. Thì hôm nay em Na sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để trồng nấm hoàng đế làm sao cho đơn giản nhất ngay trong cái bịch này luôn. Thì ưu nhược điểm của cái việc trồng này thì là thứ nhất là rất là đơn giản. Chúng ta có thể tận dụng bất kể cái không gian nào trong nhà, miễn là cái không gian đấy không chiếu ánh nắng chiếu trực tiếp này và không có gió lùa khiến cho cái độ ẩm không khí nó bị khô ấy, thì các anh chị đều có thể đặt được cái thùng nấm này ở trong nhà. Thì đấy là những cái ưu điểm của cái việc trồng bịch này. Còn cái nhược điểm đấy là một cái rất là nhỏ thôi, thì so với cái việc trồng thùng ấy, thì cái trồng bịch thì cây nấm nó sẽ không được mập bằng, và cái sản lượng đương nhiên là nó cũng không được nhiều bằng cái việc chúng ta trồng theo thùng ạ. Thì không để dài dòng hơn nữa, thì ở đây em đang có chuẩn bị một số những cái nguyên liệu. Đầu tiên đấy là không thể thiếu, đấy là một cái bịch nấm như thế này. Đây là một cái bịch nấm mà đạt yêu cầu các anh chị ạ. Thì ngoài cái việc là các anh chị phải tìm ở những cái nơi bán uy tín ấy, thì các anh chị có thể tự kiểm tra bằng cách là cái bịch nấm thì tơ đã ăn già từ đầu xuống đến đáy bịch rồi, không có chỗ nào đen loang lổ này các anh chị này. Bịch cầm thì rất là đầm tay và nặng chắc nhá các anh chị nhá. Đây các anh chị nhìn thấy này, rất là đều luôn. Đấy là cái nguyên liệu đầu tiên. Và cái nguyên liệu thứ hai không thể thiếu đấy chính là đất phủ ạ. Thì cách đơn giản nhất để các anh chị có được cái đất phủ này, đấy là các anh chị sẽ ra cái nơi mà bán đất để trồng cây rau sạch ấy các anh chị. Thì sau khi mua cái đất đấy về, thì tất nhiên là trong cái đất đấy không thể tránh khỏi là có rất nhiều những cái vi khuẩn, vi sinh vật. Thì anh chị có thể đem phơi nắng trong vòng từ 1 đến 2 ngày. Với tác dụng của tia UV trong ánh nắng mặt trời thì sẽ làm giảm thiểu những cái vi sinh vật có hại ở trong cái đất trồng này. Sau khi mà đã đem đi phơi nắng 1 đến 2 ngày thì các anh chị mang vào sẽ phun nước lên và test thử như thế này. Sau khi phun nước đảo đều thì các anh chị test thử, nắm lên giống em như thế này thì sẽ tạo thành cái cục như thế này, không quá tơi mà cũng không chảy nước các anh chị nhé. Như thế này thì đã đạt được cái độ ẩm tối ưu rồi. Một số anh chị cứ thắc mắc hỏi em là có thể trồng cát được hay không, thì em không khuyến khích cái việc trồng cát các anh chị nhé. Tại vì trồng cát ấy thì sẽ làm cho cái gốc nấm nó dễ bị vàng và cây nấm sẽ rất là rụi, rụi rất là nhanh, và sẽ chỉ trồng được một lứa đầu thôi, mà cái lứa đầu nó sản lượng nó cũng chỉ lên được vài cây thôi, còn những cái lứa sau thì hoàn toàn là nấm không lên luôn ạ các anh chị ạ. Thì không để mất thời gian của anh chị nữa, thì sau đây em sẽ tiến hành để đi vào trồng trực tiếp luôn ạ. Rồi các anh chị, khi mà đã có một cái bịch nấm chất lượng rồi thì các anh chị sẽ tiến hành mở cái nắp bông này ra, mở cái nắp bông trên đầu của cái bịch nấm ra, mở cổ nắp bịch nấm này chị ạ. Rồi các anh chị chuẩn bị giúp em một con dao. Cái dao này thì các anh chị đã xử lý qua nhiệt rồi các anh chị nhé. Như trong đây này, ở giữa thì sẽ có những cái meo chấu, thì các anh chị bóc hết cái này, meo chấu này đi giúp em. Lấy hết ra. Meo chấu thì đơn giản là trong nó có lẫn chấu thôi các anh chị. Cứ lấy hết cái phần đấy ra giúp em nhé. Rồi trên cái bề mặt phôi này thì các anh chị lấy dao cạo bớt đi, cạo nhẹ thôi các anh chị nhé. Cái việc cạo này sẽ kích thích cho các cái hệ sợi phát triển để làm cho cái cây nấm có thể dễ dàng mọc lên được ấy. Rồi đã cạo hết cái meo chấu và đã làm sạch cái đầu của cái bịch nấm rồi, thì các anh chị lấy cái đất mà chúng ta đã chuẩn bị phủ lên bên trên giúp em, khoảng 3 cm các anh chị nhé. Đây như này là tầm 3 cm rồi đấy ạ.
đã phủ rồi thì các anh chị sẽ cuộn cái đầu này lại và lấy băng dính dính lại giúp em. Nếu như mà anh chị nào mà không có băng dính thì chúng ta có thể buộc túm lại như ban đầu, buộc túm lại, buộc kín lại như thế này để tạo ra cái môi trường yếm khí ấy, để cho đây là cái giai đoạn ủ tơ ấy các anh chị. Còn em thì ở đây em có sẵn băng dính thì em sẽ dán luôn lại cho tiện. Em sẽ dán cái đầu để khôi lại như này. Rồi, ok rồi ạ. Rồi, các anh chị cứ làm như thế này hết tất cả các cái bịch này, tương tự nhau. Cũng là lấy nút bông ra này, sau đó là mở cái cổ bịch khôi này ra. Cũng tương tự thì trong này cũng có cái meo chấu này, giống hệt như cái bịch kia thôi. Thì các anh chị cũng lấy dao và lấy hết cái meo chấu này ra. Và cạo sơ sơ cái trên đường đầu phôi này ra này. Cạo nhẹ nhàng. Đây là công việc chúng ta đang gọi nấm thức dậy đấy các anh chị ạ. Rồi, sau khi xong rồi thì chúng ta đổ ra. Rồi. Rồi, tương tự chúng ta sẽ lại lấy đất và bỏ vào cái bịch phôi đấy. Cũng tầm 3cm ạ. Được rồi. Em này lại dán băng dính ở đầu lại các anh chị nhé. Vâng, cũng rất là nhanh thôi, khoảng tầm từ 5 đến 10 phút là em Na đã trồng xong tất cả những cái bình nấm ở đây rồi. Thì công việc tiếp theo là các anh chị sẽ để nguyên bịch như thế này và xếp vào những cái nơi thích hợp trong nhà của mình. Thì những cái nơi đấy là những cái nơi như kiểu nhà tắm này, nhà vệ sinh, hay là những cái kệ bếp như thế này, là những cái nơi mà tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và tránh gió lùa đấy các anh chị. Thì ở đây tiện thì em Na sẽ xếp luôn vào cái kệ bếp này. Và các anh chị sẽ để nguyên cái này trong vòng một tuần các anh chị nhé. Một tuần chúng ta không đụng đến gì. Và sau một tuần thì chúng ta sẽ mở nắp cái bịch nấm này ra. Và cụ thể như thế nào thì em Na sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị sau ạ. Đây, sau khi đã xếp vào một chỗ như thế này rồi thì em Na sẽ để nguyên như thế này trong vòng một tuần mà không hề mở nắp ra các anh chị nhé. Dạ, em Na xin chào cả nhà. Hôm nay đã được 16 ngày để từ khi mà em Na cho cái đất phủ vào trong cái bịch phôi đấy. Thì hôm nay em Na sẽ làm cái video này để khoe với các anh chị cái thành quả sau 16 ngày trồng nấm của em Na. Thì các anh chị có nhớ không? Thì em Na có dặn các anh chị là trong một tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ không làm gì vào cái bịch phôi đấy cả, và để nguyên như vậy trong vòng một tuần. Thì sau một tuần đấy thì em Na có một chút cái việc bận thì em Na không thể làm cái video mở cái nắp bịch nấm ra cho các anh chị được. Thì em Na sẽ để cái hình ảnh của cái bịch phôi nấm đã mở trên màn hình thì các anh chị có thể quan sát nhé. Thì sau 13 đến 14 ngày thì kể từ cái ngày phủ đất ấy thì nấm sẽ bắt đầu nhú lên trên cái bề mặt. Thì sau khi nấm nhú thì các anh chị sẽ tưới phun sương một ít thôi xung quanh cái môi trường mà chúng ta đặt cái bịch nấm, cũng như là một chút xíu lên trên cái bề mặt của cái phôi nấm ấy. Thì trong cái quá trình phun sương như thế thì các anh chị lưu ý là chủ yếu là giữ ẩm bên ngoài môi trường, còn ở trong cái bịch phôi thì cũng không cần nhiều đâu. Nếu như các anh chị mà thấy cái nước đọng lại trong bịch phôi ấy thì các anh chị sẽ phải rạch cái bao ni lông để chúng ta có thể thoát được cái nước ở trong bịch phôi đấy ra. Thì nếu không thoát được ấy thì cái phôi sẽ dễ bị thối. Thì hôm nay sau 16 ngày phủ đất thì em Na sẽ khoe với các anh chị cái thành quả này. Và đây, tên tên, các anh chị có thể thấy là cái nấm nó lên cũng khá là đều.
Tất nhiên là cái sản lượng thì nó không thể bằng so với việc trồng thùng được. Nhưng mà các anh chị thấy đấy, mỗi bịch phôi đều có rất là nhiều nấm lên này. Sản lượng như thế này cũng khá là đạt rồi. Thì như các anh chị thấy thì với ba cái bịch này thì nấm như thế này là rất là ngon rồi, chúng ta có thể thu hái được rồi. Còn với trong này thì nó hơi non hơn một xíu thì có thể mai ngày kia thì chúng ta có thể thu hái được. Thì hôm nay em Na sẽ thu hái luôn ba bịch này cho các anh chị xem. Đây, em sẽ để ra đây. Đối với những cái bịch mà có rất là nhiều mầm như thế này thì các anh chị có thể lấy cây to trước mà lấy tay giữ thật chắc cái mầm này và hái thật là khẽ thôi. Hái thật khẽ để tránh ảnh hưởng đến cái mầm ấy ạ. Rồi. Các anh chị sẽ lấy tay bẻ các anh chị nhá, chứ lấy dao là rất dễ gây thối gốc ấy. Đây, còn cái mầm này thì chúng ta có thể để cho nó lớn tiếp. Rồi, em Na sẽ để vào đây cùng với lại những cái bịch này. Còn đối với những cái bịch mà nó ít mầm như thế này, vài cái thôi, thì các anh chị có thể lấy luôn, lấy nguyên cả cụm như này. Đây, em Na sẽ lấy cả. Còn lại cái mầm ở trong này nữa chị ạ. Thì chúng ta sẽ lại để vào đây. Còn đối với cái bịch này thì chúng ta sẽ để dành để xử lý và làm lại lứa 2 các anh chị nhé. Các anh chị đừng vội vứt đi ạ. Còn đây là thành quả để em Na vừa thu hái 3 bịch xong. Thì tối hôm nay sẽ lại có nhiều món ngon với nấm rồi đây. Thì rất là đẹp các anh chị này. Cây nấm rất là trắng, rất là mập. Trồng bịch phôi như thế này là phôi đã rất là đạt rồi ạ. Tất nhiên là so với việc trồng thùng thì nó chưa thể bằng. Vâng, như các anh chị có thể nhìn đây thì cái cây nấm nó vẫn lên đều nhưng mà nó khá là bé. Nó bé hơn so với lại trồng thùng. Đấy, cho nên là cái tổng sản lượng mà nấm ra thì nó không thể nào bằng thùng được. Nhưng mà đương nhiên đối với các anh chị nào mà thứ nhất là thích ăn nấm, ăn chay và cũng muốn trải nghiệm ấy, thì mình rất là nên thử. Sẽ hay hơn rất nhiều so với việc mà các anh chị ra chợ mua những cái nấm mà không rõ nguồn gốc, đúng không ạ? Thì cái việc trồng nấm, trải nghiệm và ăn nấm sạch hoàn toàn tại nhà như thế này thì rất là thú vị ạ. Sau khi đã thu hoạch xong cái nấm ở trong cái bịch rồi thì em Na sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta xử lý bịch nấm đấy để trồng cái lứa 2 luôn các anh chị nhé. Đây ạ, thì các anh chị sẽ lấy cái chân nấm ra này. Chân nấm và cây con, các anh chị cứ lấy hết ra nhé. Lấy hết ra cho em ạ. Lấy càng sạch càng tốt các anh chị ạ. Sau khi đã lấy xong rồi thì các anh chị dàn cái đất này ra. Dàn đều cái đất này ra. Sau đó chúng ta sẽ lấy thêm một ít đất ở bên ngoài cái đất mà chúng ta đã chuẩn bị để làm cái lứa 1 đấy. Thì chúng ta bỏ thêm vào. Sao cho đủ cái độ cũng tầm bằng 3cm nhá anh chị nhá. Đây, như thế này là đã tầm 3cm rồi. Thì em Na lại tiếp tục lấy băng dính để dính cái miệng bịch lại. Tương tự vậy, các anh chị sẽ lấy băng dính và dính miệng bịch lại. Anh chị nào không sẵn băng dính thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy dây hay là dây dù, dây nịt gì đấy buộc lại, buộc túm cái miệng bịch lại đấy nhá. Vâng, rất đơn giản thôi, sau khi xử lý chỉ tầm vài giây thôi thì em Na đã chuẩn bị được cái lứa 2 rồi. Đã chuẩn bị ủ nấm được cái lứa 2 rồi thì em Na sẽ xếp vào đây. Sau khi ăn xong một bịch ấy thì các anh chị có thể làm đất ngay. Hoặc nếu như anh chị có muốn mà cái lứa 2 nó đều ấy thì chúng ta có thể đợi ăn hết một lượt rồi chúng ta sẽ làm đất một thể. Thì cái lứa này thì số lượng lứa 3, 4, 5 lứa gì đấy thì sẽ phụ thuộc vào cái sản lượng mà nấm ra các anh chị nhá. Nấm sau ra mỗi lứa thì bịch sẽ nhẹ bớt đi. Và khi nào cái bịch nó nhẹ tênh như xốp rồi ấy
thì nấm sẽ không ra được nữa, và chúng ta có thể tận dụng cái này để chúng ta bón cho cây, và chúng ta mua cái bình mới về chúng ta làm cái lứa khác các anh chị nhé. Vâng, với cái thành quả nấm ngày hôm nay của em Na thì đây, tối nay em Na sẽ làm vài món với nấm này. Thì anh chị nào mà có gợi ý cho em Na ấy thì các anh chị comment xuống bên dưới nhé. Và em Na cũng đã kết thúc cái quy trình trồng nấm ở trên bịch rồi. Thì em Na xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau ạ.